Về nhà đi con tập 73, Vũ tức ra mặt khi Dũng Thư vui vẻ bên nhau, Huệ xúc động ôm Khải. Thưa quý vị và các bạn, những tình tiết mới nhất của Về nhà đi con tập 73 khiến nhiều người bất ngờ. Trong tập 72 Về nhà đi con, Thư và Vũ quyết định đường ai nấy đi, Thư rơi nước mắt trả lại nhẫn cưới cho Vũ sau khi chia sẻ quyết định của mình với bố mẹ chồng. Ngoài ra, trong ngày Huệ khai trương quán cà phê, Khải mang hoa đến chúc mừng vợ cũ. Trong tập 73 Về nhà đi con, Vũ lái xe chở mẹ con Thư và Dũng ngồi đằng sau, thoải mái nói chuyện rất thân thiết. Ngồi ở ghế lái, Vũ tức ra mặt, ghen khi Thư và Dũng vui vẻ bên nhau, Dũng còn nhận làm bố nuôi của cu Bon. Sau đó, Vũ quay sang hỏi Dũng làm bố nuôi của con anh từ khi nào. Dũng nói ngay rằng đã nhận từ lâu và còn hỏi cu Bon có nhận bố nuôi không. Đáp lại, Thư nói, nhận ngay chứ, nhận khẩn trương. Thái độ vui vẻ của Thư đối với Dũng khiến Vũ càng thêm khó chịu. Bên cạnh đó, khi biết Khải đến chúc mừng, Huệ chủ động đề nghị muốn ôm chồng cũ một lần. Khoảnh khắc cả hai thân thiết lọt vào mắt của Quốc và anh chỉ biết đứng nhìn, không nói nên lời. Cũng trong tập này, nhân vật cô Xuyến lại xuất hiện và khóc lóc vì phải đi lấy chồng lần thứ 5. Dương đứng bên cạnh ngỡ ngàng hỏi, cô đóng phim dài tập à? Không những vậy, cô Xuyến còn trách móc mình đi lấy chồng vì ông Sơn không yêu thương mình. Ở một diễn biến trước, trong tập 72 Về nhà đi con, Thư và Vũ quyết định ly hôn. Trong lúc tâm trạng đang đau khổ thì Nhã nhắn tin trách móc, nhưng Vũ phớt lờ. Khải bất ngờ xuất hiện trong ngày khai trương quán trà của Huệ. Về nhà đi con tập 71 xoay quanh diễn biến căng thẳng trong hôn nhân giữa Thư, Vũ. Sau khi mọi chuyện đổ bể, bố mẹ hai bên gia đình đã biết sự thật về hợp đồng hôn nhân. Trong khi Vũ vẫn muốn níu kéo thì Thư quyết định ly hôn. Tạm thời cô sẽ đưa con về nhà với bố, nhưng vẫn thoải mái để Vũ sang thăm con. Một phân cảnh khiến khán giả rất thỏa mãn trong tập này là biết Nhã sợ dán nên Ánh Dương và Bảo gói một hộp quà đầy dán để trước cửa căn hộ của Nhã. Nhã tưởng nhầm là quà của Vũ nên đem vào hí hửng mở ra xem và kết quả là người thứ ba sợ chết khiếp. Gọi điện Vũ đến để bắt đền vì cho rằng Thư là người giở trò này để chơi đều cô ta. Vũ đang rối bời vì chuyện với Thư nên dù đến xem Nhã có chuyện gì nhưng lần này anh ta không chiều lòng người đẹp, ở lại dọn đống dán trong nhà mà lập tức bỏ đi, khiến Nhã điên tiết. Diễn viên Quỳnh Nga thừa nhận ghét và muốn Nhã trong Về nhà đi con mau chết. Những hành động của Nhã trong Về nhà đi con không chỉ khiến khán giả mà cả Quỳnh Nga, cô gái thủ vai này trong phim, cảm thấy căm phẫn. Sự xuất hiện của Nhã trong Về nhà đi con nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cô gái này được xem là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Vũ và Thư rạn nứt. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, học thức, Nhã được Vũ để ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì từ chối, Nhã lại thoải mái đón nhận tình cảm của con trai ông Luật, thậm chí là chủ động tấn công dù biết anh là hoa đã có chủ. Đáng chú ý nhất là diễn biến trong tập 63 khi cu Bon bị ốm cũng là lúc Nhã gặp vấn đề về sức khỏe. Cả hai được đưa vào cùng một bệnh viện. Tại đây, Vũ gặp các thành viên trong gia đình mình. Đứng trước sự lựa chọn giữa các con và nhân tình, Vũ bỏ mặc con và bồng Nhã vào phòng cấp cứu trước sự tức giận của vợ chồng ông Luật và sự uất ức của Thư. Trước đó, khi vai Nhã nhận không ít chỉ trích vì tiểu tam xen vào cuộc sống gia đình người khác, Quỳnh Nga đã có những chia sẻ thẳng thắn. Cô viết, tôi biết mọi người chửi Nhã vì mọi người đọc báo và biết thông tin Nhã là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Thư và Vũ. Nhưng trong phim, bản thân Nhã không hề biết sự xuất hiện của Thư và cũng không hề biết rằng mình đang tự biến mình thành người thứ ba. Trong khi đó, Vũ lại thể hiện cho Nhã thấy Vũ là người độc thân thì rõ ràng một người phụ nữ gặp người đàn ông bành bao, có công ty lớn, tài giỏi thì việc rung động là rất dễ. Khi trở lại màn ảnh nhỏ mà đảm nhận một vai diễn như vậy sẽ ăn nhiều gạch đá và bị ghét lắm. Nhưng mọi người hãy ghét nhân vật trong phim thôi, đừng ghét tôi. Đến thời điểm hiện tại, khi Nhã chủ động tấn công Vũ và có những hành động khiêu khích dành cho mẹ con Thư như gửi quà đến tận nhà đã khiến Quỳnh Nga có những suy nghĩ khác. Cô viết trên trang cá nhân, đến tập hôm nay thì Nhã bị ghét là đúng rồi nhé cả nhà. Cho ăn gạch và ném hội đồng đi thôi. Biết mười mươi mà còn không giữ khoảng cách lại còn. Đồng thời, diễn viên sinh năm 1988 thừa nhận cô cũng ghét nhân vật mình đóng, thậm chí cô đăng tải hình ảnh ghi lại cảnh Nhã ngất xỉu kèm theo dòng trạng thái. Nếu đây là kết vai, Nhã nên chết đi thì hơn. Đúng không cả nhà? Không ưa nổi, status của cô nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước quan điểm của nữ diễn viên. Không riêng gì Quỳnh Nga,
Nhiều người hâm mộ cũng bức xúc trước những hành động của Nhã, thậm chí một số khán giả còn lên tiếng đòi đi đánh ghen để đòi lại công bằng cho Thư. Một tài khoản bình luận: "Tôi xin phép được triệu tập 500 chị em bỉm sữa lên đồ ngay đêm nay để đi tuyên chiến với mụ Nhã kia. Không cần kinh nghiệm, chỉ cần số lượng, có gì đem đấy như nồi niêu song chảo hay bất cứ thứ gì làm vũ khí đều được. Nhìn Nhã mà ghét quá cơ." Còn đối với vai Vũ, Quốc Trường cho biết Vũ còn phải khóc ít nhất 2 lần nữa. Nam diễn viên chia sẻ, những tập cuối của Về Nhà Đi Con là hành trình Vũ trả giá cho những lựa chọn và sai lầm của mình. Ở tập 70, đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi ông Sơn đến nhà thông gia xin Thư về. Được biết, tiết lộ về bản hợp đồng hôn nhân giữa Thư và Vũ, ông Sơn khuyên Thư nên về nhà bất chấp sự khuyên can từ vợ chồng ông Luật và bà Giang. Ông không muốn con phải sống giả vờ yên ổn, giả vờ hạnh phúc. Ông cũng không muốn con rể phải sống trái lòng mình. Đến tập 71, Thư quyết định trả lại nhẫn cưới, kết thúc bản hợp đồng hôn nhân 3 tỷ đồng với Vũ. Cô khẳng định trên đời này ngoại trừ gia đình ruột già, tất cả chỉ đều là phép thử. Cô khẳng định cả hai đã thử và đã sai lầm, do vậy chẳng có gì để cả hai phải đau lòng. Vũ sau đó lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt Thư. Quốc Trường chia sẻ, cảnh khóc trước mặt Thư là một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất của anh trong phim. Tôi nhớ cảnh quay này diễn ra rất lâu, đòi hỏi tâm lý nhiều. Tôi chưa từng kết hôn, chưa từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nên phải cố gắng rất nhiều mới có thể nhập tâm vào cảm xúc của Vũ. Thêm vào đó, tôi là diễn viên phía Nam, đài từ còn yếu so với diễn viên miền Bắc. Cho nên, cảnh khóc trước mặt Thư, tôi vừa phải nuôi cảm xúc cho nhân vật, vừa phải tập trung vào thoại. Quốc Trường chia sẻ, khi diễn cảnh khóc, đạo diễn Danh Dũng chỉ cho Quốc Trường 30 giây để chuẩn bị. Sau khi cầu xin tổ nghiệp, anh khóc ngon lành. Giọt nước mắt đó phải khóc từ bên trong, từ nội tâm sâu thẳm, sự hối lỗi, nỗi đau đớn vì đã gây ra lỗi lầm. Điều này khiến giọt nước mắt của nhân vật trở nên đắt giá. Sau khi xin tổ, tôi khóc ngon lành và hoàn thành cảnh quay dễ dàng, anh nói. Diễn viên sinh năm 1988 cho biết, anh cảm nhận mình đã hoàn thành khoảng 85-90% yêu cầu từ đạo diễn. Cảnh quay này được thực hiện trong những ngày ghi hình cuối của phim. Tôi và Bảo Thanh cũng như ekip đã có quãng thời gian khá dài tiếp xúc làm việc cùng nhau, nên khi vào set quay, chúng tôi diễn rất trơn tru. Từ giờ đến cuối phim, Vũ còn khóc ít nhất 2 lần nữa vì phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Tôi tin khán giả sẽ yêu thương, bao dung và khóc cùng Vũ trong 15 tập phim cuối cùng. Anh bật mí. Quốc Trường khẳng định diễn biến tâm lý của Vũ chỉ trong 5 năm nhưng phức tạp khủng khiếp. Đến khi Vũ bị nghiệp quật, tôi diễn tâm lý nhân vật rất đã. Những giọt nước mắt của Vũ rơi cũng là lúc tôi sung sướng vô cùng. Những cảnh cuối là những cảnh khó nhất bởi nó quyết định việc tôi có diễn tốt hay không. Tôi thấy mình may mắn vì được giao cho vai Vũ. Anh từ chối đề cập về cái kết của phim, anh chỉ khẳng định nhân vật mình đảm nhận sẽ không có cái kết tốt đẹp. Phim rất đời và nhiều thông điệp, Vũ sẽ phải nhận hậu quả như những gì anh đã làm, anh nói.
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin Tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.